bếp đây tới giờ luôn. Dạ 23 năm ha. Dạ. Dạ. Vậy nhà bà cũng ở gần Tổ Đình hả bạn? Ở gần ngay chợ, ngoài chợ mình nè. Dạ. Công đức vô lượng bà ơi. Dạ. Chẳng những như là bà làm thì con cái cũng đi làm theo. Dạ. Cho nên là nó được rất là nhiều công đức á. Thì thầy dạy mình làm những việc từ thiện. Dạ. Là mà mình gắng học bằng tu nhân. Dạ. Làm những các điều từ thiện. Dạ. Để giúp đỡ cho bà con. Dạ. Những cái này mình nấu tương á. Dạ. Mình tránh được cái nghiệp sát sanh của mình á. Dạ. 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 Con chúc sức khỏe cho bà sống lâu trăm tuổi để mỗi cái dịp lễ để mình làm để phục vụ cho bà con nha bà. Nam mô A Di Đà Phật, cảm ơn dạ. Tổ. Dạ, dạ con chào con. Giờ đây thì con cháu hú thôi thì nghĩa vô xào luôn cả nhà. Chúc quý vị ăn vui nha. Mới chưa quen biết cái nồi nát như thế nào. Chị Nghĩa với Trúc Sen vô xào dưa leo. Đây chị Trúc Sen cho xào lại cái nữa chú, con qua đây con quay kỹ lại ha. Đúng rồi, sao sâu á, nó sâu nhạo quá. Vậy đó hả, nhạo vậy đó ha. Rồi được rồi, để dân ra đó. Bên kia Đức Thịnh Châu Hú ơi. Bên kia Đức Thịnh đang xào len kìa. Đi. Nghĩa lên trồng ra len coi. Lên trồng ra len coi. Thiện lên trồng ra len coi. Dạ, năm nay Đức Nghĩa chút sen lên xào nữa. Bây giờ trước khi xào là mình phải là coi. Mình phải coi người ta đúng rồi, xào đúng như rồi. Thế nào. Phải xem qua mới được. À, đó, để xem qua các anh xào và những cái nồi nè. Dạ. Cho lên chưa đưa chị cầm không? Không, còn không lên. Dạ. Bây giờ thì Nghĩa xào. Dạ, thì Nghĩa xào. Đó, thì Nghĩa xào nha. Rồi, thì Nghĩa với Trúc Sen lên đó. Xào nha. Dạ, phải, anh em. Dạ. Đây là chị, đây là em. Dạ. Đây cho kỹ kỹ nha, tôi chần chợt. Kỹ kỹ, tôi chần chợt nha, cô Sen. Dạ, cô Sen, chợt đó nghe. Dạ. Dạ. Trúc Sen xào dưa leo luôn cả nhà ơi. Rồi bằng cái len. Xào bằng cái len. Dạ. Mà đặc biệt. Ồ. Nhẹ nhẹ nghe, để đổ nghe. Đó, cái trò nhằn miếng nữa cô Sen. Rồi, nhẹ nhẹ cô Sen ơi. Ê, đổ cô Sen. Nhẹ thôi. Nhẹ. Mình làm cho có kỹ thuật nhẹ thôi. Ôi. Quá. Nhẹ thôi. Rồi được rồi, cho có là rồi, được rồi. Dạ, sắp chết rồi. Dạ, quá ngon. Dạ. Dạ. Tiếp tục số. Đó, xung quanh bên kia nấu gì em Vinh? Dầu chiên nha. Chiên tàu hổ. Đang quay. Dầu chết nha. Đóng ngủ luôn hả? Dạ, ngon quá.